đơn lẻ mấy cảnh sát tới bắt nhà Thái rồi. Nhà Thái bảo rồi. Chuyện gì đó? Chỉ có thể mình ngạc nhiên thôi, tại sao có ai có cảnh sát Thank you.
người nổi tiếng ở đây hả cha? Tuấn Ngọc, Nguyên Ngọc cũng là con nổi tiếng hết, con đâu biết. Đúng rồi, anh là anh xưa là nổi tiếng nhất. Và chúng ta cho là anh Tuấn Ngọc hai một tràng mắt thật lớn, là đó là cha cha Nhật. Nhưng mà anh Sushi thành thế ra người nhỏ, hát hay hơn năm ngoái mà dở hơn năm kia. Rồi xin cảm ơn tất cả chúng ta hôm nay có những rồi. Một lát nữa cha cháu Khổng Tử sẽ lên hát. Không có thì Khổng Tử là sắp chết rồi đó. Tất cả chúng ta xin được tặng bài này cho tất cả các bà mẹ ngồi trong hội trường Tustin chiều nay. Vâng, xin là tặng cho bà cố của cha Bảo, đâu bà cố của cha Duy, đâu bà cố Long, đâu bà cố nào nữa? Nhiều cố quá thành ra quá cố. Vâng, xin mời tất cả chúng ta hướng bài. Ở đây có Hồng, có Hồng không? Hay đưa cái cây lên đây. Vâng, xin tất cả chúng ta đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Sông nước mênh mông không đong đầy tình mẹ, mê trời lồng lộng không phủ kín lòng cha. Ôi tình yêu, một tình yêu ca vời, xin tặng cho tất cả các bà cố và cố, tất cả các chị mới làm mẹ, tất cả một bài Bông Hồng Cài Áo. Xin cho một tràng pháo tay. Thank you.
và lâu lâu con cho mấy gara thì ngon cơm. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta cảm ơn ông bà cố, các bà ở, các bà.